Thưa quý vị, khi Nga triển khai kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus, bị phương Tây cũng như nhiều nước chỉ trích về động thái này, trong đó có Mỹ, nhưng Tổng thống Putin cũng từng cho biết động thái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus không có gì bất thường. Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ, họ từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ các đồng minh. Thực tế, theo nhiều nguồn tin, Washington đang cất trữ tới 150 quả bom hạt nhân tại 6 căn cứ của 5 quốc gia đồng minh NATO ở châu Âu. Hồi cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow và Minsk đã đồng ý sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus mà không vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Putin giải thích rằng Nga không chuyển giao vũ khí hạt nhân của mình cho Belarus mà chỉ làm những gì phía Mỹ đã làm trong suốt cả thập kỷ qua là cất trữ vũ khí hạt nhân tại các căn cứ NATO ở châu Âu và sẵn sàng lắp chúng lên các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và đồng minh. Ngay sau tuyên bố của Moscow, Kiev và các đồng minh trong NATO, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, EU, Liên minh châu Âu và các nước thành viên của các khối này đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định triển khai vũ khí hạt nhân Nga tới Belarus. Trước đó, thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho rằng Nga đã biến Belarus thành con tin hạt nhân của mình và thông báo của Tổng thống Putin về việc đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus là động thái hết sức nguy hiểm đối với an ninh khu vực. Người phát ngôn NATO Oana Lungescu tuyên bố NATO chưa tính tới chuyện điều chỉnh trạng thái hạt nhân của mình vì chưa nhận thấy có sự thay đổi nào trong trạng thái hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, NATO sẽ theo dõi chặt động thái từ Nga và cam kết bảo vệ tất cả đồng minh NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tuyên bố của Nga là hết sức nguy hiểm và đáng lo ngại, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá rằng việc Nga và Belarus bàn về vũ khí hạt nhân là điều không mới và Mỹ sẽ theo dõi tác động sau tuyên bố của Tổng thống Nga. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU là ông Josep Borrell cho biết Bruxelles sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt mới nếu Belarus không thay đổi ý định đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình. Paris cũng lên tiếng nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn khi Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Moscow xem xét lại quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đến Belarus. Hai quốc gia NATO là Ba Lan và Litva, những nước viện trợ vũ khí tích cực nhất cho Ukraine, là những quốc gia mới nhất lên tiếng phản đối kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 28 tháng 3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định việc Belarus chấp thuận cho Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước mình chắc chắn sẽ dẫn tới tuyên bố về các lệnh trừng phạt bổ sung với mức độ trừng phạt mạnh mẽ hơn. Cùng ngày, Litva cũng đưa ra phản ứng tương tự, song có phần gay gắt hơn khi tuyên bố sẽ kêu gọi lệnh trừng phạt mới nhằm vào cả Nga và Belarus. Bình luận về phản ứng của phương Tây về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, viện sĩ của Học viện Khoa học Quân sự Nga là ông Alexander Bartos nói rằng Moscow không làm gì quá đáng mà chỉ thực hiện đúng những gì Washington đang làm ở châu Âu. Những ai chỉ trích Moscow triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, hãy nhớ rằng vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện nay vẫn đang được triển khai trên lãnh thổ của 7 quốc gia châu Âu và các phi công châu Âu đã học cách đưa bom hạt nhân đến biên giới Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Thời chiến tranh lạnh, việc đưa vũ khí hạt nhân đến Liên Xô là khó hơn nhiều bởi còn có các quốc gia xã hội chủ nghĩa xung quanh như Cộng hòa Dân chủ Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Romania. Nhưng ngày nay, khả năng đưa vũ khí hạt nhân của NATO đến lãnh thổ Nga đã dễ hơn nhiều vì NATO có thể sử dụng các sân bay ở Ba Lan, các nước vùng Baltic và Romania. Chuyên gia này cũng khuyến nghị cả Bruxelles và Paris không nên chăm chăm chỉ trích Moscow mà nên quay sang khuyên London không cấp loại đạn dược nguy hiểm này cho Kiev bởi nó nguy hiểm cho cả Ukraine lẫn châu Âu. Phóng xạ qua gió và nước ngầm có thể lây nhiễm sang một loạt các quốc gia EU. Theo ông Philip De Winter, thành viên cốt cán của đảng Flemish In Trust ở Bỉ, khi lớn tiếng chỉ trích quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, người châu Âu đã đột nhiên quên mất 150 đầu đạn hạt nhân B-61 của Mỹ đang cất trữ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đông Âu. Theo báo cáo năm 2019 của các cơ quan trực thuộc NATO, vũ khí hạt nhân của Mỹ được cất giữ tại 6 căn cứ ở châu Âu, gồm căn cứ Glenbroen ở Bỉ, Basel ở Đức, Aviano và Geditore ở Italy, Volkel ở Hà Lan và Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Hy Lạp hiện không cất giữ vũ khí hạt nhân Mỹ, nhưng có một cơ sở cất trữ ở đó vẫn còn được bảo quản tốt. Những vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ có thể được triển khai trên các máy bay chiến đấu của các quốc gia Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó chủ yếu là F-16 của Mỹ bán cho các đồng minh và các chiến đấu cơ của Mỹ triển khai ở châu Âu. Theo lời ông Philip De Winter, sự hiện diện của đầu đạn hạt nhân ở châu Âu là một tàn dư của chiến tranh lạnh. Nhưng sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, NATO vẫn giữ nó lại để tiếp tục đối đầu với người thừa kế của Liên Xô là Nga. Theo ông, thật phi lý khi giữ các đầu đạn hạt nhân đó ở lại châu Âu. Sau khi bức màn sắt đã sụp đổ, các quốc gia thuộc khối hiệp ước Warsaw hoặc tách ra từ Liên Xô như Kazakhstan, Belarus và Ukraine đã giải trừ những vũ khí hạt nhân của Liên Xô triển khai trên lãnh thổ của mình. Theo vị chính khách Bỉ, thế giới hiện nay trước hết phải nghĩ đến việc giải quyết xung đột và không để xảy ra các cuộc đối đầu quân sự quy mô, có thể dễ dàng leo thang thành cuộc thế chiến mới, chứ không nên tìm cách đáp trả lẫn nhau theo cấp độ leo thang ngày càng nguy hiểm hơn. Ông Philip De Winter cho biết, ông rất lấy làm tiếc về quyết định của Moscow triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus, nhưng thừa nhận rằng Nga không làm gì quá đáng khi Mỹ cũng đang làm điều tương tự. Cũng trong năm qua, Mỹ đã cố gắng ngăn chặn Nga và Trung Quốc phát triển quan hệ thương mại với các nước khác. Lý do cho điều này nằm ở việc Washington muốn duy trì vị thế siêu cường duy nhất, kiềm chế Moscow và Bắc Kinh, những đối thủ cạnh tranh chính của họ. Trước đó, Nga đang chuẩn bị 3 món quà bất ngờ cho Mỹ ở Kamchatka. Món quà bất ngờ của Nga, theo đánh giá, sẽ khiến giới quan chức quân sự và chính trị Mỹ bị giật mình. Nga đang chuẩn bị sẵn 3 món quà bất ngờ dành cho Mỹ và sẽ khiến các quan chức tại Washington phải dựng tóc gáy. Ý kiến này được đưa ra bởi tờ báo Trung Quốc Baijiahao. Quan hệ giữa Nga và Mỹ tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Cuộc xung đột Ukraine đã báo hiệu cho Moscow rằng Washington sẽ không dừng lại ở một chiến thắng chiến lược. Giờ đây, chính quyền Mỹ đã lấy hết can đảm để cung cấp xe tăng cho lực lượng vũ trang Ukraine và khối NATO đã mở rộng do sự gia nhập của Phần Lan. Do vậy, Nga đã đưa ra một quyết định bất ngờ tăng cường hạm đội tàu ngầm ở Thái Bình Dương. Như đã biết, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga có thể nhận được một số tàu ngầm hạt nhân mới có tính năng kỹ chiến thuật rất đáng gờm, nếu như không muốn nói là vượt trội. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở bán đảo Kamchatka, cụ thể là tại vịnh Krasninikov, đã được hoàn thành. Theo tờ báo Trung Quốc, khi căn cứ nói trên sẵn sàng, Mỹ sẽ nhận được 3 bất ngờ cực kỳ khó chịu. Các chuyên gia phân tích của ấn phẩm tiếng Trung nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuẩn bị sẵn món quà lớn đầy bất ngờ cho nước Mỹ thông qua những tàu ngầm hạt nhân. Đầu tiên, hạm đội Thái Bình Dương sẽ được bổ sung các tàu ngầm Khabarovsk và Belgorod. Đây vốn là những tàu ngầm được thiết kế để gây tê liệt trên toàn thế giới, chúng khiến quân đội Mỹ khiếp sợ, các nhà phân tích Trung Quốc nhận xét. Bài báo viết, tàu ngầm hạt nhân Belgorod được Mỹ gọi là tàu ngầm ngày tận thế, điều này cho thấy nó đáng sợ như thế nào. Sự xuất hiện của hai phương tiện tác chiến như vậy là minh chứng cho tình yêu vô bờ bến của Nga dành cho Mỹ. Thứ hai, cả hai tàu ngầm nguyên tử chiến lược nói trên đều là nền tảng mang phóng ngư lôi hạt nhân Poseidon cực mạnh. Các đặc tính của loại đạn này được giữ bí mật nghiêm ngặt nhất, nhưng người ta đã biết rằng nó có khả năng đạt tốc độ lên tới 200 km/h. Thiết bị này cực kỳ khó phát hiện và vô hiệu hóa, nó có thể ở dưới nước trong một thời gian dài trước khi lao tới mục tiêu. Các chuyên gia cũng biết rằng vụ nổ đầu đạn nguyên tử của Poseidon sẽ gây ra sóng thần phóng xạ. Ấn phẩm Baijiahao cho biết ngư lôi hạt nhân Poseidon đủ khả năng phá hủy các thành phố ven biển cũng như đội hình lớn của hạm đội đối phương, chẳng hạn như các nhóm tấn công tàu sân bay. Tờ Baijiahao coi nơi triển khai tàu ngầm với ngư lôi hạt nhân là món quà thứ 3 từ nước Nga. Bán đảo Kamchatka là nơi lý tưởng để phóng Poseidon vào Thái Bình Dương, nơi chúng có thể nhắm vào những tài sản quân sự giá trị của Mỹ mà không có nguy cơ bị phát hiện. Kế hoạch triển khai tàu ngầm được Nga phát triển dành riêng cho Mỹ, bây giờ Tổng thống Putin đã có một con át chủ bài khác cho chiến tranh tâm lý. Không ai biết Mỹ sẽ đối phó với vũ khí chết người của Nga như thế nào. Các chuyên gia phân tích từ ấn phẩm tiếng Trung kết luận, vũ khí ngày tận thế của Nga khi xuất hiện ở Thái Bình Dương có lẽ sẽ khiến cho tóc của người Mỹ phải dựng đứng.